Dưới 17 triệu, em xin nhắc lại là dưới 17 triệu. Các bác tìm đâu? Tìm đâu ra một con loa sub điện bát 50 công suất lớn, chất âm hay như thế này và mức độ hoàn thiện cực kỳ tốt. Nào, bây giờ em mời các bác nghe thử chất lượng âm thanh. Đời làm review của em thì lần đầu tiên được tiếp xúc với một mẫu loa sub điện bát 50 giá rẻ mà có cái mức độ hoàn thiện cao, và hai nữa là cái mức công suất lớn 1000W, rồi thì có tính ứng dụng rất là đa dạng khi mà chúng ta có thể sử dụng được cho nhiều mục đích khác nhau. Và xin chào các bác, ngày hôm nay thì em sẽ cùng các bác đi tìm hiểu một mẫu loa sub điện bát 50 của thương hiệu Audio Center. Và trước mắt các bác đây, cùng em đó chính là mẫu loa sub điện có mã là S3118A. Con này thì nó là con sub bát 50 thì với kích thước sẽ là 51cm này, nhân với lại 63cm và nhân với chiều sâu nó sẽ là 69cm, đúng không ạ? Đó, bát 50. Các bác để ý hệ thống loa bát 50 ở đây này. Audio Center thì nó là một thương hiệu của Đức các bác nhé. Đó, một thương hiệu của Đức. Và nó được trang bị các công nghệ như là công nghệ Braincore này. Đấy, rồi thì mạch Class D trang bị cái mức công suất lên tới peak sẽ là 2000W, đúng không ạ? Và trung bình sẽ là 1000W như em nói rồi. Đấy, con này thì các bác hoàn toàn có thể ứng dụng được cho quán bar này, nhà hàng, quán lao, hay là ví dụ như sân khấu hội trường, đúng không ạ? Đó, những cái không gian mang tính chất lớn và nó cần cái sức mạnh và cũng như là cái khả năng trình diễn của nó có độ chính xác cao thì các bác có thể ứng dụng cái con Audio Center này. Đấy, sub bass 50 các bác nhé. Đó. Con này thì cái thùng gỗ được làm bằng gỗ ván ép. Đấy, và hai nữa là cái sơn bên trên này nó sẽ chống được chảy xước này, cũng như là nó sẽ chống được cả cái tình trạng bị thấm nước vặn vào trong cái thùng loa để đảm bảo được cái yếu tố đó là không bị ảnh hưởng tới khả năng vận hành của cái chiếc loa này. Ở bên trên này nó sẽ có các cái điểm để giúp các bác ví dụ như có thể chơi hai con sub như thế này, các bác để chồng lên đấy thì nó sẽ không bị rung và bị rơi ra bên ngoài các bác nhé, nó không bị di chuyển khi mà quá trình các bác chơi công suất lớn. Con này thì nó sẽ có một giải tần số đáp tuyến từ 30Hz cho tới 140Hz, đúng không ạ? Đó. Chính vì vậy mà cái sức mạnh của nó cực kỳ là lớn. Các bác có thể chơi một cách rất là mạnh mẽ luôn. Ở bên hai bên cạnh này thì nó sẽ có các hộc để giúp các bác có thể vận chuyển được các bác nhé. Đó. Rồi, bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng sâu nội thất của con này để xem chi tiết cụ thể thì nó bên trong sẽ có cái linh kiện như thế nào. Và vâng, thưa các bác, đây, sau khi chúng ta tháo ốc ra thì bên trong này chính là cái hiện nguyên hình của củ loa bát luôn, đúng không ạ? Củ loa bát 50 bự chà bá luôn. Đó, nó sử dụng gân sóng 3, gân vải tẩm dầu. Các bác nhìn gân vải tẩm dầu biết ngay, đúng không ạ? Nó sẽ có một lớp bóng bóng của dầu đây này, đấy. Và nó cái đường gân này nó cũng sẽ nhỏ hơn so với gân cao su. Và thường với đối với những loa củ loa bát mà nó chơi mức công suất lớn như con này thì nó phải sử dụng những gân vải tẩm dầu như này để tiếng đánh nó được đanh hơn, mạnh hơn, đúng không ạ? Và nó chịu được cái cường độ công suất nó lớn trong thời gian liên tục và lâu dài. Đó. Các bác nhìn thấy quả củ loa bát này nhìn nó đẹp không? To to và đẹp cực kỳ luôn. Và các bác để ý giúp em nhé. Với cái mức giá rẻ nhá, với mức giá rẻ con này chỉ tầm độ 16.880.000 thôi. Và các bác nhìn thấy cái mức độ hoàn thiện của cái màng loa rất tốt luôn. Thường thì đối với những con sub mà giá rẻ thì những cái phần gân này, có thể là cái phần sơn này thậm chí còn làm nhem nhuốc, nhiều hãng ấy còn làm nhem nhuốc ra chứ không được cái độ gọn gàng và sạch sẽ như này đâu. Không được cái sạch sẽ gọn gàng như này đâu. Thậm chí là lem ra hoặc là keo kia dính, nói chung là nhìn khá là xấu về mặt thẩm mỹ. Nhưng con này thì độ hoàn thiện cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Con này thì nó sử dụng cái khung xương thì làm bằng thép không gỉ các bác nhé, thép không gỉ. Đó. Khung xương bằng thép không gỉ rất là chắc luôn. Và cái từ ở đây thì nó là từ 220 này, từ 220 kết hợp với lại cuộn cùn nó sẽ là 100 các bác nhé. Con này thì nó sub điện bát 50, công suất lớn là 1000 thì cái cuộn cùn 100 như này thì chịu nhiệt rất là tốt. Đó. Và nhìn thấy, nhìn đẹp chưa? Mức độ hoàn thiện nó phải nói là không có điểm gì để chê cả. Không có điểm gì để chê luôn con này nhé. Đấy, con này chơi trở kháng 8 ohm này. Đấy, trở kháng 8 ohm. Nói chung là mức tầm độ 16 triệu hơn quay đầu thì con này khá là đẹp. Độ hoàn thiện tốt. Đó, đúng không ạ?
còn tí nữa thì em sẽ cho các bác nghe thử chất lượng âm thanh nó như thế nào. Còn đây chính là bên trong này, bên trong cấu tạo của thùng loa. Các bác để ý đây, toàn bộ trên dưới nó, trên dưới, đằng sau, đằng trước và phần phía dưới này đều có cái mút nhá. Mút này là gọi là mút tiêu âm, nó làm dưới dạng nó là mút trứng. Các bác thường hay nhận thấy những cái mút này ở trong các phòng thu âm ấy, hoặc là các cái phòng karaoke đúng không ạ? Đấy, các ngoài quán karaoke. Nó thiết kế mút trứng theo kiểu lồi lõm như thế này để giúp cho chúng ta có thể triệt tiêu được, nó phân tán và triệt tiêu được nhanh chóng những cái sự rung chấn ở trong cái màng loa này. Bởi vì khi chúng ta chơi cái công suất lớn ấy, đặc biệt với củ loa bass thì cái cường độ âm thanh nó phát ra trong cái buồng âm này nó cực kỳ lớn, cực kỳ mạnh luôn. Đấy, mà nếu như các hệ thống tiêu âm như thế này, các bác đừng coi thường những cái này nhá. Các hệ thống tiêu âm như thế này mà nó không tiêu tán âm thanh nhanh thì nó sẽ tạo ra những cái tạp âm này, tạo ra sự om tiếng này, và cái tiếng bass nghe nó sẽ không có cái độ chắc, độ rõ ràng đâu. Đó. Thì các bác để ý này, mút gần mút cái mút xốp này rất là dày luôn. Đấy. Trước sau cho trên dưới đều có. Con này thì nó có cái phần hộp mạch công suất ở bên trong này, thì tí nữa em quay đằng sau cho các bác xem. Thì con này nó có được tích hợp luôn tất cả các cái hệ thống bảo vệ nhá, ví dụ như là bảo vệ DC này, bảo vệ quá tải đầu ra đầu vào này, đấy, bảo vệ đoạn mạch hoặc là bảo vệ khởi động mềm vân vân, rất là nhiều. Cho nên các bác chơi yên tâm nhá, chơi yên tâm luôn. Đó. Cái thùng gỗ này thì nó làm kích thước là dày khoảng hơn 1 phân, rất chắc chắn. Đấy, rất chắc chắn. Hai lỗ thông ngơi ở phía dưới này. Đây. Để cho chúng ta có thể thoát được cái buồng âm này ra nhanh chóng hơn, và nó sẽ không gây ra tình trạng bị om tiếng quá lâu. Đó, đúng không ạ? Bây giờ thì các bác xem đằng sau xem nó như thế nào. Ở đây chính là phần bảng mạch đằng sau các bác nhé. Con này thì nó sử dụng mạch class D, hiệu năng cao, và nó có hai cái quạt tản nhiệt đấy, đối lưu ở đây để giúp nó thoát nhiệt ra nhanh và nó sẽ không gây ra tình trạng bị nóng. Đặc biệt với các cái dòng loa active của Audio Center, kể cả là con súp như thế này, thì cái hệ thống tỏa nhiệt nó làm cực kỳ tốt. Khi mà các bác chơi ấy, một khoảng thời gian rồi các bác ra sờ phần sau này, nó vẫn khá là mát nhá, nó không bị quá nóng so với lại nhiều các dòng loa trên thị trường đâu. Đó. Đằng sau này thì nó sẽ có cái đường link in vào và link out ra. Đấy, cũng như là nút volume điều chỉnh này. Phần này thì nó sẽ là chế độ đảo pha, normal là bình thường này. Reverse chính là cái phần nó là đảo pha này, và phía dưới này nó chính là cái cực tính. Còn ở bên này thì nó sẽ có sẵn ba cái preset, bởi vì con này nó tích hợp bộ xử lý DSP đấy, cho phép cài đặt trước, giới hạn và điều chỉnh cái tần số lấy mẫu lên tới 48 kHz đấy, đúng không ạ? Tức là nếu như các bác muốn cái tần số lấy mẫu của nó là 48 kHz ở vị trí là 80 Hz thì các bác gạt lên, hoặc là 100 Hz các bác gạt xuống, và 120 thì các bác cũng gạt xuống hẳn luôn, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ cho cái tốc độ lấy mẫu sẽ là 48 kHz và cái độ chính xác lên tới 24 bit. Đấy, tức là cái con này nó sẽ cho phép các bác có thể chơi được cái giải âm mát nó có độ chính xác tuyệt đối, âm thanh nó sẽ dày dặn, có sự cộng hưởng tốt hơn đấy, so với các dòng loa khác trên thị trường. Đấy, tôi nói là thực sự với mức giá tiền nó không cao mà được trang bị khá là nhiều các cái tính năng hữu ích, đúng không ạ? Đặc biệt như ở đây này, có cả tính năng print call này, tức là tính năng để giúp phân tích và xử lý tín hiệu đầu vào, giúp cho cái chất lượng âm thanh nó sẽ được tốt hơn. Đấy, đúng không ạ? Đảm bảo được cái độ chính xác. Chính xác. Đó, ở đây thì nút nguồn thôi và cổng cắm điện vào. Đấy. Rồi, bây giờ em mời các bác test thử chất lượng âm thanh để xem cái độ uy lực và cái sức uy hiếp của con loa súp này như thế nào. Em dành cả tương lai.
Đó, vừa rồi thì các bác đã nghe thử chất lượng âm thanh rồi đúng không ạ? Đấy, thì với cái tần số đáp tuyến là 30 Hz và lên tới 140 Hz thì nó sẽ cho cái khả năng cộng hưởng cực kỳ tốt luôn đúng không ạ? Âm bát đánh khá là dày, lực. Và với cái mức đầu tư chỉ khoảng tầm 16.880 thì phải nói là đây là một trong mẫu súp bát 50 đáng để cho các bác có thể chơi ở trong các cái không gian của mình. Và ngoài ra thì con này thì bên em sẽ là bảo hành 12 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 15 ngày nếu như có bất kỳ vấn đề gì liên quan tới lỗi của nhà sản xuất các bác nhé. Đó. Thì các bác nào mà cần em hỗ trợ tư vấn cũng như lắp đặt cái con loa súp này thì có thể liên hệ với em qua số hotline là 0985 357 466 để được em hỗ trợ và tư vấn lắp đặt cho các bác. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào.